Thưa quý vị, trong đêm nay và sáng mai, nền nhiệt ở Bắc Bộ có xu hướng tiếp tục tăng thêm. Ở khu vực vùng núi và trung du phía Bắc, mức nhiệt đêm ở ngưỡng từ 16 đến 18 độ. Vùng đồng bằng nhiệt độ cao từ 19 đến 21 độ. Cái rét thu hẹp lại chỉ còn xuất hiện trong khoảng đêm muộn và sáng sớm. Trong ngày mai, miền Bắc trở lại với tiết trời nắng từ sớm nên nhiệt độ có đà tăng cao. Ở khu vực các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang và cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Đối với khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, nhiệt độ nhỉnh hơn một chút ở mức 29 đến 31 độ. Không còn tác động của không khí lạnh, gió đông cũng yếu đi, vì thế mưa ở miền Trung giảm nhanh. Trong đêm nay, cả miền Trung chỉ còn mưa ở một vài nơi, ở khu vực ven biển của Đà Nẵng và Quảng Nam. Sang ngày mai, hầu như nơi nào ở Trung Bộ cũng đều có nắng. Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Vùng từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ là từ 29 đến 32 độ. Ở miền Nam, mưa cũng gần như dứt hẳn. Đêm nay, cả Tây Nguyên và Nam Bộ không còn nơi nào có mưa. Ngày mai, trời nắng mạnh từ sớm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên sẽ tăng lại lên mức từ 29 đến 32 độ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ tăng lên mức từ 32 đến 34 độ. Riêng một số nơi ở miền Đông sẽ xấp xỉ ngưỡng nóng ở mức 35 độ. Trên biển, ở khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và phía bắc của khu vực giữa Biển Đông, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng biển ngoài khơi, khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau, có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở 4 đến 7 độ vĩ Bắc có xu hướng nâng dần lên phía Bắc, nên ở khu vực giữa và nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.